chào mọi người nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Vĩnh Châu nha mọi người, thị xã Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng nha mọi người. Mình đang đứng ở trên cái trụ anten cách mặt đất là khoảng 100m nha mọi người. Đây là cái mặt đất nha mọi người. Mọi người nhìn xuống đất nè, thấy xe bộ chạy xuống này nè, tí không nha. Đấy, cái đường này là cái đường ra ngoài Lạc Hòa nha mọi người. Còn ở bên kia mù là biển nha. Thì hôm nay mình leo lên đây là mình đi làm nha mọi người. Mình xử lý cái thiết bị trên đó nữa cơ. Còn ở trên đó một tí xíu nữa, leo lên trên đó khoảng 10m nữa. Mà do cái thiết bị 2G của Vinaphone nó bị lỗi á, mình leo chung với một người bạn của mình đồng nghiệp. Còn hướng này là hướng thị xã Vĩnh Châu nha. Hướng này thị xã Vĩnh Châu, ở đám đông đông đó mọi người. Xuống nha, cao lắm mọi người ạ. Nhìn những cái ngôi nhà phía dưới nó rất là nhỏ, có bằng ngón tay cái mình. Xung quanh là ao nuôi tôm và người ta trồng và trồng tím đó mọi người. Ở trên này chắc nổ cao, này gió lớn lắm, nó hù nó ù dữ lắm mọi người, nghe chắc không được rõ đâu. Đây là những cái clip mà trồng hành tím á, mọi người thấy nhìn thấy đẹp ha, hàng luống. Những cái ao khoảng cách giữa đó là người ta để dành trữ nước để người ta tưới gãy nha mọi người. Còn đây là đồng nghiệp mình nè, chào mọi người xử đồng nghiệp mình. Còn cái gì hướng bên này á là biển nha, xa lắm. Sao mọi người nhìn ra biển nó mù không thấy rõ. Còn ở phía dưới này nè, đó, mọi người thấy không, có mấy cái trống tròn màu trắng lớn đó là để bắn ra ngoài côn đảo mọi người. Huyện côn đảo của thuộc thành phố Vũng Tàu á. Ở đằng kia là cái chùa Khmer. Người nhìn xa thấy còn có chút xíu nha, nhưng mà thật sự cái ngôi chùa này rất là lớn nha mọi người. Thì hiện tại mình ở xuống cái tầng này khoảng 60m nha mọi người. Thì cái trống hồi nãy bằng mọi người nhìn thấy đó, bây giờ mình về gần tới dưới đây nè, đó mọi người coi ghê luôn. Chút xíu mình ngang đó mình quay cho mọi người xem nha. Còn ở hướng bên này thì khi nãy mọi người nhìn cái chùa đó, bây giờ thì nó vẫn còn gì đó, nhỏ gì đó xíu. Đây là clip chụp ảnh người ta cho mọi người. Xuống đây tí xíu thì nhà cửa thì mình thấy tương đối bự hơn rồi nha, tương đối bự hơn chút. Nhưng mà ở đây như ở cái độ cao này thì gió rất là dữ nha mọi người, gió dữ lắm, quá trời gió luôn. Đây là cái đường này nè mọi người, cái đường này tay thẳng dài đi trên kia đó là về của thằng thị xã Vĩnh Châu. Đi thẳng hướng này luôn, đi thẳng hướng dài trước nữa đó là về thị xã Vĩnh Châu. Còn ở bên kia là của cái ủy ban nha mọi người, ủy ban của quận 2. Ở phía bên này thì ở cái nó có một cái trụ anten đó mọi người, trụ anten nó nhỏ như đó. Ở chỗ này nè mọi người là có cái cây anten của quý ha, cái cây đó thì chỉ có 40m thôi.
mét mấy 4 mét rồi nè. Đây là mình đã gặp rồi nè. Đây là những cái dây dẫn sóng nha mọi người, dây dẫn sóng để bắn ra côn đảo á. Thank you.